Chào các bác, em lên sóng con rửa bát T8 các bác nhé. Một con T8 đẹp màu trắng đời 2016 như T9 luôn. Đấy, một con T8 rất là đẹp. Em bán 5 triệu bảo hành 2 năm. Đấy, bảo hành những cái mã TR, TM bảo hành 2 năm luôn cho các bác, cho các bác yên tâm sử dụng. Vì đối với cái dòng này nó quá lành bền này các bác, cho nên chả phải nghĩ ngợi gì về vấn đề bảo hành. Đấy, các bác cứ mua yên tâm mà dùng nhé. TR8 mã số 8, 5 triệu bảo hành 2 năm. Con này lưng tôn thành vách, tất cả mặt mũi khá là phẳng phiu đẹp. Series máy là 0050 đời 2016. Eco Navi các kiểu này các bác nhé. Nước nóng bỏng luôn. Mùa đông rửa bát bằng máy rửa bát thì quá xương các bác. Không còn cái loại mỡ nào, vi khuẩn nào có thể tồn tại. Các cái giá này như mới đây các bác này. Các giá này rất là mới luôn nhé. Đây. Có đẹp xoang chỉ này. Đây. Đây là máy dòng 6 bộ, chiều cao 65 phân, chiều ngang 55. Đây, dòng 6 bộ. Khay để bột rửa này các bác. Xếp ở đây là 12 cái bát con này. 6 cái cốc. 6 đến 8 cái đĩa đũa thìa bát ô tô. Đây, khay rác các thứ. Nhựa như con này còn rất là mới, bảo hành 2 năm. Phí vận chuyển đi là 150.000 các bác nhé, Việt Nam là 500. Cảm ơn các bác.